Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Đình Hoàn. Hôm nay mình sẽ review chi tiết về sản phẩm ngũ cốc cao cấp của Onmark có tên là Surin. Đây là sản phẩm giúp các bạn có thể kiểm soát cân nặng, giảm mỡ thừa cực kỳ hiệu quả. Tại vì sao? Như chúng ta đã biết, dinh dưỡng là điều chiếm tới 70% hiệu quả trong quá trình này. Và Surin chính là một trong những cái nguồn dinh dưỡng quan trọng đó. Được chiết xuất từ các loại hạt cao cấp như hạnh nhân, mắc ca, óc chó, hạt điều, yến mạch, các hạt họ đậu. Và lần này Onmark đã bổ sung thêm thành phần chiết xuất từ tảo nâu, rau cải xoăn, rau bina, cần tây và đậu bắp. Quan trọng nhất, đặc biệt nhất trong đó chính là tảo nâu. Như chúng ta đã biết, tảo nâu là một loại tảo biển có giá trị dinh dưỡng cao hàng đầu trên thế giới. Và khi thêm vào sản phẩm ngũ cốc này sẽ giúp các bạn bổ sung thêm iốt, qua đó thúc đẩy thêm quá trình sản sinh ra hormone T3, T4 để chuyển hóa mỡ thành năng lượng. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Bên cạnh đó, thành phần từ cần tây, cải xoăn, rau bina hay là tảo nâu này còn giúp các bạn hạn chế hấp thụ chất béo hay là hấp thụ carbon hydrate. Và đó hoàn toàn là một bữa ăn giá trị dinh dưỡng rất cao, phục vụ cho các bạn trong quá trình giảm cân hay giảm mỡ thừa này. Và đặc biệt hơn nữa, và điều duy nhất chỉ có Onmark có, đó là khi mua một sản phẩm, mình sẽ tặng các bạn một giáo trình. Và trong giáo trình này mình đã hướng dẫn các bạn ăn một lượng bao nhiêu là đủ trong một ngày, và kết hợp với một giáo án tập gym khi các bạn tập gym tại nhà hay là đến phòng gym cực kỳ chi tiết và khoa học. Chắc chắn khi sử dụng sản phẩm kết hợp với tập luyện thì các bạn có thể đạt kết quả trong ngay trong tuần đầu tiên và trong một tháng đầu tiên. Hy vọng rằng sản phẩm ngũ cốc cao cấp của Onmark lần này sẽ là một giải pháp tốt giúp các bạn có thể kiểm soát cân nặng, giảm mỡ thừa để có một hình thể tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Cảm ơn các bạn, mình sẽ quay lại review và giới thiệu cho các bạn những cái tác dụng cũng như là cách sử dụng sản phẩm một cách đa dạng hơn trong thời gian tới. Hy vọng các bạn sẽ có một cơ thể thật là đẹp và khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.